bá khá. Văn được 6 điểm, toán được 7 điểm. Mấy điểm nhỉ? Trần được bao? Văn được 8 điểm, toán được 9 điểm. Còn đây là bài được điểm cao nhất. Văn được 1, toán được 2, 10 điểm. U thế. Thôi. Mày đừng có bốc. Ừ nhờ, chúng mình còn nhỏ yếu cả, nhưng tớ vẫn tập luyện liều hàng ngày. Nào, lại cả đây làm theo tớ. Ôi. Địt mẹ, thằng danh con này. Không thấy à? Tao đang chó xấu. Kìa anh nào. Vô lý. Tạm biệt trái đất sơ bồ. Tớ về sao hỏa. Tớ đây.